Lê Tư, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1971 tại Hồng Kông. Cô là nữ diễn viên, ca sĩ đến từ Hồng Kông. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông. Năm 1985, Lê Tư chính thức bước chân vào làng giải trí khi đóng vai khách mời trong bộ phim đầu tiên Ma Vui Vẻ 2. Năm 1992, Lê Tư trở thành ca sĩ ký hợp đồng với Uông Nợ Rê Cốt và album đầu tiên của cô Nếu Như Thật Sự Yêu đã giành được giải thưởng bán đĩa vàng. Sau đó, cô chính thức nổi tiếng với vai diễn Tô A Tế trong loạt phim Người Trong Giang Hồ. Sau đó, có một khoảng thời gian Lê Tư im hơi lặng tiếng trong làng giải trí, cả tác phẩm lẫn vai diễn của cô đều không thu hút được nhiều sự chú ý, phải đến năm 2001, khi cô đóng chung bộ phim truyền hình Ý Thiên Độ Long Kiếm cùng với Ngô Khải Hoa và Sa Thi Mạng thì mới được nhiều người biết đến với vai Triệu Mẫn. Bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp diễn xuất của Lê Tư là bộ phim truyền hình Thâm Cung Nội Chiến năm 2004, cô đóng chung với Đặng Tuy Văn, Sa Thi Mạng và những người khác. Trong phim, cô đóng vai Hầu Giai Ngọc Dinh. Cô không chỉ được khán giả biết đến rộng rãi mà còn đoạt giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB cho vai diễn trong phim. Năm sau, cô tham gia bộ phim truyền hình Quyền Lực Đen Tối cùng với Trần Hào, Mông Gia Tuệ và những người khác. Trong phim cô đóng vai Chúc Minh Huệ. Sau khi phim phát sóng đã đứng trong top rating ở Hồng Kông, sau đó đạt được rating cao ở Đại Lục, Lê Tư cũng giành được giải top 10 nhân vật truyền hình được yêu thích nhất tại giải thưởng được yêu thích nhất hàng tuần của TVB cho tác phẩm này. Năm 2006, dàn diễn viên gốc của bộ phim Thâm Cung Nội Chiến một lần nữa hợp tác thực hiện bộ phim truyền hình Bảo Cát. Sau khi phim được phát sóng tại Hồng Kông, rating của phim đạt tối đa là 37%. Lê Tư cũng giành được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải phim truyền hình. Năm sau, cô giành được giải diễn xuất xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình New York nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Cảnh sát tài ba. Trong phim cô hợp tác với Thiệu Mỹ Kỳ, Trần Hào và những người khác. Ngày 20 tháng 10 năm 2008, để chăm sóc em trai bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô và cứu công ty y tế thẩm mỹ đang trên bờ vực phá sản, Lê Tư tuyên bố rời khỏi làng giải trí tại một sự kiện quảng bá phim. Bộ phim truyền hình Lấy Chồng Giàu Sang cũng là bộ phim truyền hình cuối cùng có sự tham gia của Lê Tư. Tháng 9 cùng năm, cô kết hôn với doanh nhân Hồng Kông Mã Đình Cường. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2009, Team Up Miracell, We Will Rock You, bộ phim cuối cùng mà Lê Tư đóng trước khi kết hôn được phát sóng, bản thân Lê Tư không tham gia vào các hoạt động quảng bá liên quan đến phim. Sau khi rời làng giải trí, Lê Tư bắt đầu tập trung vào kinh doanh, cô tiếp quản công ty do em trai Lê Anh thành lập và sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, công ty đã được niêm yết thành công vào năm 2017. Năm 2021, Lê Tư xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue, đây là buổi chụp hình bìa tạp chí thời trang đầu tiên của cô và phỏng vấn với giới truyền thông sau khi cô rời khỏi làng giải trí 13 năm trước. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, mùa thứ 11 của chương trình Chuyến Đi Một Ngày với Lỗ Dự của đài truyền hình Đông Nam, trong đó khách mời là Lê Tư được phát sóng. Đời tư của Lê Tư. Năm 1988, Lê Tư và bậc thầy truyện tranh Hoàng Ngọc Lan bắt đầu yêu nhau thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Mối quan hệ kéo dài được 3 năm. Mãi cho đến khi Hoàng Ngọc Lan bị bắt và bỏ tù vì tội lừa đảo, mối quan hệ giữa hai người mới đi đến hồi kết. Sau đó, cô yêu nha sĩ nổi tiếng Chung Thiếu Phủ và thiên tài tài chính Bàn Duy Tân, nhưng cuối cùng đều chia tay vì khác biệt tính cách. Chồng hiện tại của Lê Tư, Mã Đình Cường, là một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Hồng Kông. Năm 2003, Lê Tư và chồng Mã Đình Cường bị chụp ảnh khi cùng nhau đi du lịch ở Anh, khiến mối quan hệ của họ công khai trước công chúng. Sau đó, ngày 2 tháng 9 năm 2008, hai người đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Năm 2010, cô sinh đôi hai con gái Gia Úy và Gia Mỹ, sau đó cô sinh con gái Úc Tê Gheo vào năm 2012. Sóng gió trong sự nghiệp. Năm 2007, em trai cô là Lê Anh bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô, Lê Tư đã nghỉ việc một năm để chăm sóc em trai, tuy nhiên do Lê Anh bị thương nặng nên công ty làm đẹp mà anh điều hành cũng đang trên bờ vực phá sản. Để chăm sóc tốt hơn cho em trai, đồng thời cứu công ty làm đẹp đang trên bờ vực phá sản, cô đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí vào năm 2008. Cho đến năm 2017, Lê Tư đã quản lý thành công công ty làm đẹp Cosmart,
Cô với tư cách là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, đã được niêm yết thành công công ty tại Hồng Kông. Giải nghệ, cuộc sống gắn liền với hai người đàn ông tàn tật. Sau những năm tháng cần mẫn đóng phim để vực dậy gia đình đang khó khăn chồng chất đồng thời chăm lo cho em trai ăn học thành tài, những tưởng cuộc sống của Lê Tư từ đây chỉ cần hưởng thụ hào quang của sự nghiệp và tiếp tục thăng hoa trong diễn xuất. Thế nhưng, đời không như là mơ. Cô lần nữa suy sụp vì em trai Lê Anh gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2007. Trước cú sốc lớn nhất trong cuộc đời, Lê Tư tạm gác con đường nghệ thuật đang trên đà thăng hoa để tập trung chăm sóc em trai đang hôn mê dai dẳng đồng thời tiếp quản công việc kinh doanh còn dang dở của cậu. Sau vài năm kiên trì điều trị, sức khỏe của Lê Anh tiến triển khả quan hơn trước. Dẫu vậy, biến cố ấy đã lấy đi của chàng bác sĩ trẻ bộ óc sắc sảo cùng tương lai rộng mở và để lại đó một thanh niên tàn phế, ngây ngây dại dại, phải dành phần đời còn lại trên chiếc xe lăn. Nhiều năm về sau, cái tên Lê Anh vẫn trở thành nỗi day dứt, trăn trở khôn nguôi của Lê Tư. Trong thời khắc đen tối nhất cũng là lúc minh tinh này nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Người đàn ông đó là Mã Đình Cường, tỷ phú khuyết tật nổi danh trên thương trường Hồng Kông. Trước đó, ông đã theo đuổi cô suốt 6 năm liền nhưng vẫn không nhận được cái gật đầu của cô. Giữa lúc em trai của người trong mộng gặp chuyện, chính doanh nhân này đã luôn toàn tâm toàn ý ở bên động viên, giúp đỡ Lê Tư từ vật chất đến tinh thần để cô vượt qua cơn khốn khó. Cuối cùng, sự chân thành và kiên trì của Mã Đình Cường đã khiến Lê Tư đồng ý trở thành bạn đời của vị đại khuyết tật chân hơn cô đến 15 tuổi. Chưa đầy 2 năm sau tai nạn của em trai, Lê Tư khiến cả làng giải trí sửng sốt trước tin giải nghệ và lên xe hoa cùng tỷ phú họ Mã. Ngoại hình quá chênh lệch của cặp đôi làm nhiều người bàn ra tán rằng cô chỉ kết hôn với doanh nhân này vì khối tài sản kết xù. Bất chấp lời dị nghị từ công chúng, người ta vẫn thấy Lê Tư rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày trọng đại. Tại lễ cưới riêng tư diễn ra vào tháng 2 năm 2009, cô từng hứa hẹn, tôi tin chắc rằng bản thân đã tìm được người yêu thương mình thật lòng. Sau kết hôn, tôi sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt. Sau câu nói ấy, cô dành nhiều năm qua để thực hiện lời hứa với chồng. Đến nay, khi đã làm vợ đại gia hơn một thập niên, tổ ấm của Lê Tư vẫn hạnh phúc và miễn nhiễm với những thị phi, tài tiếng như nhiều cặp người đẹp, đại gia khác. Lê Tư, hạnh phúc vì biết đủ. Lê Tư, diễn viên Hồng Kông đóng Ỷ Thiên Độ Long Ký nói cảm thấy vui vẻ nhờ biết đủ. Tối ngày 1 tháng 10, người đẹp đăng trên trang cá nhân ảnh bên chồng và ba con gái, cho biết đón tuổi 52 bên gia đình. Trước đây, Lê Tư thường tổ chức tiệc sinh nhật thịnh soạn, vui chơi linh đình cùng bạn bè nhưng năm nay, cô chọn kỷ niệm tuổi mới đơn giản. Người đẹp cảm thấy mãn nguyện, bình yên. Lê Tư viết ở giai đoạn hiện tại, cô nghĩ được sống bình dị là may mắn, tri túc thường lạc. Cô vui nhất khi cả gia đình quây quần, trò chuyện với nhau. Cô viết, không còn gì hoàn hảo hơn là được người thân yêu thương, có sức khỏe, có tri kỷ. Lần hiếm hoi Lê Tư công khai ảnh bên chồng, doanh nhân Mã Đình Cường. Họ kết hôn 14 năm, khi mới cưới, nhiều người cho rằng diễn viên quyết định vội vàng, ngoại hình doanh nhân không tương xứng người đẹp. Ở sau hẹn với Lỗ Dự hồi tháng 3, Lê Tư nói vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, thống nhất trong cách nuôi dạy ba con gái. Doanh nhân chiều chuộng, nâng niu cô. Mã Đình Cường thuộc gia tộc bề thế, là con trai của người sáng lập Oriental Press, tập đoàn sở hữu nhiều tờ báo lớn ở Hồng Kông. Ông thành lập nhiều công ty trong lĩnh vực y tế, tài chính. Sự nghiệp của Lê Tư. Năm 1971, Lê Tư sinh ra trong một gia đình diễn xuất ở Hồng Kông. Tuy nhiên, gia đình của cô dần sa sút, bố của Lê Tư bị điếc vì bệnh tật, nguồn thu nhập của gia đình đến từ công việc của mẹ cô là tài xế xe tải. Thời thơ ấu, Lê Tư muốn giúp mẹ chia sẻ phần nào gánh nặng nên đã bắt đầu làm thêm để kiếm tiền. Năm Lê Tư 14 tuổi, cô được Hứa Quang Kiệt chú ý tới khi đến thăm cha mình tại câu lạc bộ thể hình của Hứa Quang Kiệt, sau đó cô được giới thiệu với Huỳnh Bách Minh, bước chân vào nghề diễn viên. Kinh nghiệm diễn xuất. Lần đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Năm 1985, Lê Tư bắt đầu quay tác phẩm đầu tiên Ma Vui Vẻ. Cô được Huỳnh Bách Minh đánh giá cao về cảnh khóc trong phim, sau đó cô ký hợp đồng nghệ sĩ 5 năm với Huỳnh Bách Minh. Vào thời điểm đó, để giảm bớt áp lực tài chính của gia đình, Lê Lai đã từ bỏ việc học và tập trung cho công việc. Bộ phim Ma Vui Vẻ phát sóng suôn sẻ, Lê Tư cũng chính thức bước chân vào làng giải trí.
bộ phim đã thu về khoảng 16,6 triệu đô la Hồng Kông tại phòng vé ở thị trường Hồng Kông kể từ khi phát sóng, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng phòng vé năm đó. Khi đó, bộ phim Ma Vui Vẻ của Huỳnh Bách Minh đạt được thành tích khá tốt ở thị trường Hồng Kông, đồng thời ông cũng có ý định thành lập nhóm nhạc Những Cô Gái Vui Vẻ. Nhóm này là một nhóm nhạc nữ của làng điện ảnh Hồng Kông vào thời điểm đó. Những năm 1980, các thành viên của nhóm gồm Viên Khiết Doanh, La Mỹ Vi, Trần Gia Kinh, Lê Tư và 11 thành viên khác. Các thành viên của nhóm này đều trở nên nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong loạt phim Ma Vui Vẻ. Hình ảnh của họ trong loạt phim rất được giới trẻ thời đó yêu thích. Năm 1986, Lê Tư góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Đại Gia Đình Ô Long và Nữ Hổ Cuồng Long. Tuy nhiên, vào năm sau, Lê Tư tuyên bố sẽ tạm thời rời khỏi làng giải trí và quay trở lại trường học để hoàn thành việc học. Sau đó cô được nhận vào khoa múa của Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng Kông. Năm 1990, Lê Tư quay trở lại làng giải trí sau khi hoàn thành việc học và tham gia bộ phim Ngục Tù Mãnh Long. Cùng năm đó, cô ký hợp đồng dài hạn với TVB. Năm 1991, Lê Tư xuất hiện trong bộ phim truyền hình Nộ Hải Cô Hồng, trong phim cô đóng vai Trình Gia Bảo. Năm 1992, Lê Tư trở thành ca sĩ ký hợp đồng với UN Records và album đầu tiên của cô Nếu Như Thật Sự Yêu đã giành được giải thưởng bán đĩa vàng. Năm 1994, cô hợp tác với Quách Phú Thành, Viên Khiết Oánh và những người khác để thực hiện bộ phim truyền hình Lửa Tình Rực Cháy. Cùng năm đó, cô phát hành ca khúc chủ đề Áo Trắng trong album Không Phải Búp Bê và ca khúc chủ đề Chuyện Tình Như Vậy trong album cùng tên. Đồng thời, cô cũng đoạt giải bạc và giải đồng cho diễn viên mới xuất sắc nhất trong top 10 ca khúc vàng của TVB. Năm 1996, cô tham gia loạt phim Người Trong Giang Hồ, trong phim cô đóng vai Tô A Tế và chính thức trở nên nổi tiếng với vai diễn này. Năm sau, cô với Châu Tinh Trì, Huỳnh Bách Minh và những người khác trong bộ phim hài Chuyện Hỷ Trong Nhà 97. Bộ phim đã đạt được doanh thu phòng vé hơn 40,44 triệu đô la Hồng Kông sau khi phát sóng. Sau đó, Lê Tư liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Cửu Tinh Báo Hỷ, Sinh Tử Quyền Tốc. Nhưng những bộ phim này đều không có gì nổi bật và các nhân vật do cô thủ vai trong phim khó lòng làm khán giả ghi nhớ. Nổi tiếng. Mặc dù trước đó cô đã đóng nhiều tác phẩm nhưng không có tác phẩm nào gây được nhiều sự chú ý, mãi đến năm 2001, khi cô đóng chung với Ngô Khải Hoa và Sa Thi Mạn trong bộ phim truyền hình Ý Thiên Đồ Long Kiếm, cô đã đạt được nhiều thành tựu với vai diễn Triệu Mẫn trong phim. Năm 2003, bộ phim Kinh Dị Thiên Sứ Tử Thần do Lê Tư đóng chính thức ra mắt, bộ phim không ghi nhận được kỷ lục phòng vé nào sau khi ra mắt. Khi đó, giới truyền thông đã chỉ trích cô vì sự việc này. Sau đó, Lê Tư chuyển sang làm phim truyền hình. Cùng năm đó, cô đóng chung với Ngô Khải Hoa, Thái Thiếu Phân và những người khác trong phim Cầu Vồng Trong Đêm. Trong phim, cô đóng vai người phụ nữ xấu xa Lâm Ngải Mỹ, bộ phim đã lập kỷ lục rating trong năm sau khi phát sóng. Năm 2004, cô đóng chung với Đặng Tuy Văn, Sa Thi Mạn và những người khác trong bộ phim truyền hình Thâm Cung Nội Chiến, trong đó Lê Tư đóng vai Hầu Giai Ngọc Dinh, bộ phim lần đầu tiên đạt rating cao 41% ở Hồng Kông và đã thành công giành được giải thưởng Liên hoan phim Hồng Kông 2004. Sau đó, bộ phim được phát sóng ở đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào năm 2006, xếp hạng của phim lên tới 1,7 trong ngày phát sóng đầu tiên, phá vỡ kỷ lục xếp hạng năm 2005. Lê Tư không chỉ được khán giả biết đến nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc mà còn giành được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB cho tác phẩm này. Kể từ khi bắt đầu bộ phim này, Lê Tư trở thành nữ diễn viên chính của TVB và mức lương của cô đã tăng từ vài nghìn đô la Hồng Kông mỗi tập lên 45.000 đô la Hồng Kông mỗi tập. Năm sau, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Quyền Lực Đen Tối Cùng với Trần Hào, Mông Gia Tuệ và những người khác, trong phim cô đóng vai Chúc Minh Huệ. Sau khi bộ phim được phát sóng đã đứng trong top rating ở Hồng Kông, sau đó đạt được rating cao ở Đại Lục, Lê Tư cũng giành được giải top 10 nhân vật truyền hình được yêu thích nhất tại giải thưởng được yêu thích nhất hàng tuần của TVB cho tác phẩm này. Ca khúc chủ đề Kính Hoa do Lê Tư hát cũng được ra mắt cùng thời điểm. Năm 2006, dàn diễn viên gốc của Thâm Cung Nội Chiến một lần nữa hợp tác thực hiện bộ phim truyền hình Bảo Cát. Sau khi bộ phim này được phát sóng ở Hồng Kông, tỷ suất người xem đạt tối đa 37%.
Lê Tư cũng giành được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải phim truyền hình Astro cho tác phẩm này. Năm sau, bộ phim truyền hình Cảnh sát tài ba với sự tham gia của Lê Tư, Thiều Mỹ Kỳ, Trần Hào và những người khác chính thức ra mắt. Lê Tư đã giành được giải diễn xuất xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình New York nhờ vai diễn trong bộ phim này. Ngày 20 tháng 10 năm 2008, bộ phim truyền hình cuối cùng Lấy chồng nhà giàu với sự tham gia của Lê Tư đã chính thức ra mắt. Cô chính thức tuyên bố rời khỏi làng giải trí tại sự kiện quảng bá phim. Năm sau, bộ phim điện ảnh Team of Miracle, We Will Rock You do Lê Tư quay năm 2008 chính thức ra mắt. Đây là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Phát triển tiếp theo. Sau khi Lê Tư rời khỏi làng giải trí, cô không ổn định làm người vợ giàu có mà thay vào đó, cô giúp đỡ em trai Lê Anh người bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô. Cô cũng cứu công ty chăm sóc da Cosmart đang trên bờ vực phá sản. Công ty này được Lê Anh thành lập vào năm 2005. Sau khi Lê Anh bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô, Lê Tư đã lên làm chủ sở hữu. Ngoài việc lo công việc hàng ngày, cô còn đảm nhiệm vai trò quản lý. Dưới sự lãnh đạo của Lê Tư, công ty đã cho ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp Cosmetic độc quyền vào năm 2011. Đồng thời cô cũng mở rộng trung tâm thẩm mỹ duy nhất ban đầu thành hai trung tâm, với diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông, được trang bị 25 phòng trị liệu và 60 thiết bị điều trị đẳng cấp quốc tế. Sau đó, trung tâm đào tạo khóa học làm đẹp của Học viện Cosmart được thành lập. Năm 2017, công ty mẹ của Cosmart, có cổ đông lớn là Lê Tư, đảm nhiệm vai trò chủ tịch và giám đốc điều hành, công ty đã được niêm yết thành công tại Hồng Kông. Năm 2021, Lê Tư 49 tuổi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Đây là buổi chụp hình bìa tạp chí thời trang và phỏng vấn với giới truyền thông đầu tiên sau khi cô rời khỏi làng giải trí 13 năm trước. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, mùa thứ 11 của chương trình Chuyến đi một ngày với Lỗ Dự của đài truyền hình Đông Nam do Lê Tư làm khách mời được phát sóng. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.